Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, dịp Tết Nguyên đán đang tới gần, cũng là thời điểm các gia đình dọn dẹp và trang trí lại nhà cửa để đón chào một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào tài lộc. Khi xã hội đang ngày càng phát triển, trên thị trường dần xuất hiện rất nhiều món đồ trang trí đẹp đẽ cho dịp Tết đến xuân về, nhưng có một vật trang trí không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt, đó chính là các chậu cây cảnh. Cây xanh đại diện cho nguồn sinh khí dồi dào, giúp mang lại không khí ấm áp của mùa xuân, thúc đẩy nguồn năng lượng tài lộc và tiền bạc cho cả gia đình. Chưa dừng lại ở đó, mỗi loại cây mang một ý nghĩa khác nhau sẽ giúp gia chủ vạn sự như ý, làm gì cũng được hanh thông, vất lên như diều gặp gió. Nếu như bạn cũng đang băn khoăn, chưa biết nên trồng loại cây gì trong nhà vào dịp Tết này, thì hãy cùng Phú Quý Tài Lộc tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay nhé! Loại cây trang trí ngày Tết giúp đánh thức thần tài, cả năm may mắn, tiền bạc kéo vào ầm ầm. Đứng ở vị trí đầu tiên là cây phát tài phát lộc. Đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách này chính là cây phát tài. Đây là loại cây nội thất hàng đầu được giới văn phòng yêu thích và lựa chọn. Chúng còn có một số tên gọi khác như cây thiết mộc lan, cây phất dụ thơm. Cây phát tài được nhiều người lựa chọn là bởi vì ngoài tác dụng làm xanh mát và tươi mới không gian văn phòng thì cây phát tài còn ẩn chứa trong mình một ý nghĩa phong thủy vô cùng tốt, như mang đến tài lộc may mắn cho gia chủ, là loại cây đại diện cho ngũ hành tương sinh, đem đến một nguồn năng lượng mới tràn đầy sức sống từ những chồi non. Loài cây thứ hai trong danh sách này là cây kim ngân lượng. Cây kim ngân lượng còn có tên gọi khác là kim châu sa bởi những quả tròn xoe màu đỏ tươi như hạt châu. Quả mọng mượt, sáng bóng, kết thành từng chùm theo tầng nổi bật. Cũng chính chùm quả sum xuê rực rỡ này giúp cây mang ý nghĩa khá tích cực, là biểu tượng của may mắn phú quý. Chúng ta trang trí thêm vài đồng tiền vàng, cái nơ đỏ trên chậu cây kim ngân lượng thì sẽ thành một cây phong thủy cho ngày Tết thêm tươi vui. Hãy khai lộc chiêu tài bằng cây này bạn nhé. Đứng thứ ba là cây dứa cành nến. Cây dứa cành nến đỏ phát triển tốt trong điều kiện được che bóng một nửa. Nhu cầu sử dụng nước ở mức trung bình chứ không quá cao. Tốc độ phát triển trung bình nên mọi người có thể dễ dàng trồng được nếu có sở thích. Cây có tên gọi khá đặc biệt dựa vào hình thái của hoa, với những chiếc lá dài mọc đối xứng tua tùa tạo thành vòng tròn mà tâm là gốc. Ngay từ đó một cành mọc thẳng lên mang hoa đỏ rực như ngọn nến. Ấy là dấu hiệu của niềm vui, của vượng khí và sự hài hòa trong phong thủy. Ví như ngọn nến trong đêm đông, cây dứa cành nến cũng sẽ mang lại ấm áp, may mắn cho gia chủ trong dịp xuân về. Khi lựa chọn cây cảnh phong thủy ngày Tết, mọi người có thể cân nhắc thêm về việc trưng một chậu cây này. Đứng thứ tư là cây ngũ gia bì. Bạn có biết rằng cây ngũ gia bì trong phong thủy mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Cây luôn phát triển xanh tốt và mỗi lá có năm thủy, có số tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở và phát triển. Do đó, loại cây này thường được dùng để làm quà tặng trong dịp lễ khai trương cửa hàng như một lời chúc làm ăn buôn bán thuận lợi và phát đạt. Trong ngũ hành tương sinh, cây ngũ gia bì hợp mệnh mộc. Những người mệnh mộc khi sở hữu loại cây này sẽ có được rất nhiều may mắn và tài lộc. Nhưng nếu bạn thuộc hành kim, thủy, hỏa hay thổ thì cũng có thể chọn loại cây cảnh này để trang trí cho nhà cửa thêm xinh và xua đuổi những loại côn trùng gây hại cho sức khỏe. Đứng thứ năm là cây ngọc bích.
cây ngọc bích còn có tên gọi khác là cây phỉ thúy, dùng để làm quà tặng cho ngày Tết, cũng mang ý nghĩa không thua kém gì các loại cây cảnh trên. Cây có nguồn gốc từ Nam Phi, thuộc họ với loại cây kim tiền và được du nhập trồng phổ biến ở nước ta. Ngoài ra, đây là loại cây thân thảo mềm, dễ uốn nên được làm thành kiểu cây bonsai rất đẹp. Đồng thời, cây cũng mang ý nghĩa may mắn, tốt đẹp mà những ai đang kinh doanh tin rằng đây là loại cây mang lại tiền tài, nên họ thường đặt cây này bên cạnh quầy thu ngân, máy tính tiền để tăng cường nguồn năng lượng tài lộc. Đứng thứ 6 là nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân hay còn có tên gọi khác là cây liễu tơ, và vốn có nguồn gốc từ Tây Á, Tây Bắc Phi, châu Âu. Đây là loại cây thấp, rụng lá theo mùa nên người ta thường cắt cành khi chúng mọc ra những chồi non chuẩn bị nở hoa để trưng vào dịp Tết Nguyên Đán, rất phổ biến ở nước ta, nhất là ở miền Bắc. Biểu tượng của nụ tầm xuân chính là sự nảy nở sinh sôi để mang lại sự khởi đầu mới và may mắn. Quý vị thân mến, xuân về có đủ thứ hoa nhưng mà nổi nhất vẫn là đào kia. Cứ mỗi khi Tết đến xuân về thì cũng là lúc mà lòng người lại thêm rộn ràng náo nức. Hoa mai, hoa đào đua nhau khoe sắc thắm, rực rỡ cả một vùng trời. Mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa đặc biệt riêng, giúp đem lại nguồn sinh khí tốt lành cho ngôi nhà của bạn luôn tràn đầy sức sống và hạnh phúc bình an. Xét về mặt phong thủy, việc lựa chọn loài hoa phù hợp để đặt trong nhà vào dịp Tết sẽ giúp gia chủ gặt hái được nhiều thành công và may mắn trong năm mới. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Loài hoa đầu tiên chính là hoa đào. Nhìn thấy hoa đào là thấy Tết. Cũng bởi vậy mà đây chính là loài hoa đặc trưng nhất cho dịp Tết Nguyên Đán đối với người dân miền Bắc. Đào có nhiều loại như đào phai, đào bích, đào trắng, đào tiến vua, đào cổ thụ. Mỗi loại có màu sắc hoa và kiểu dáng khác nhau. Hoa đào thích hợp với khí hậu mưa phùn của miền Bắc. Đây là lý do chúng được chọn làm loài hoa biểu tượng vào dịp Tết thay vì hoa mai như miền Nam. Hoa đào nở đẹp nhất vào đúng dịp Tết âm lịch, thời điểm các gia đình Việt quây quần đoàn tụ bên nhau đón Tết. Do đó, loài hoa này được xem là dấu hiệu của một năm mới an lành, may mắn và hạnh phúc. Không chỉ vậy, hoa đào được coi là tinh hoa trong ngũ hành, có thể xua đuổi bách quỷ, mang lại bình an thịnh vượng cho gia chủ trong năm mới này. Đứng ở vị trí thứ hai là hoa mai. Hoa mai là loài hoa rất đặc trưng cho dịp Tết Nguyên Đán ở miền Trung và miền Nam nước ta. Hoa mai có khoảng 18 loài với màu sắc, số cánh và kiểu dáng khác nhau. Mai tứ quý, mai vĩnh hào, mai năm cánh, mai núi, vân vân. Người miền Trung Nam chọn hoa mai làm biểu tượng ngày Tết vì mai mang vẻ quyền quý, có sức sống dẻo dai, mãnh liệt. Hoa mai vàng rực rỡ tượng trưng cho sự may mắn, phú quý. Lộc non xanh mang ý nghĩa cho sự phát triển sinh sôi. Với người lớn tuổi, hoa mai còn mang ý nghĩa trường thọ và khỏe mạnh. Đứng thứ ba là hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền hay cúc đồng tiền là loại hoa không còn xa lạ đối với chúng ta. Hoa có nhiều màu sắc rực rỡ như màu đỏ cam, vàng, tím, thường được cắm kèm với nhiều loại hoa khác hay trồng vào chậu để trưng bày trong nhà. Giống như tên gọi của nó, hoa đồng tiền được nhiều gia đình Việt lựa chọn để trưng Tết vì nó là loài hoa tượng trưng cho tiền tài, may mắn trong dịp đầu năm mới. Với vẻ đẹp tươi mới, nhiều màu sắc, hoa đồng tiền thường được trang trí ở trên bàn tiếp khách, mang lại sự mới mẻ, tươi vui cho cả ngôi nhà.
Loài hoa thứ tư trong danh sách này là hoa hải đường. Hoa hải đường có màu sắc rực rỡ nhưng không chói mắt, mang tới cảm giác ấm áp, gần gũi, thoải mái cho mọi người. Cánh hoa dày, khum khum, ôm sát nhụy hoa, nhưng khi hoa nở rộ sẽ bung xòe rất đẹp mắt. Hải đường có kích thước hoa lớn, theo khối tròn tượng trưng cho vẻ đẹp đủ đầy, sung túc. Hoa hải đường thường nở vào dịp Tết, tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc, sự sum vầy, đoàn tụ. Ngoài ra, trong tiếng Hán, chữ đường trong tên hoa hải đường phát âm gần giống với chữ đường, nghĩa là nhà chính. Vì thế, loài hoa này còn mang ý nghĩa hạnh phúc, phú quý đầy nhà. Đứng thứ năm là hoa lay ơn. Hoa lay ơn, tên gọi khác là hoa dơn, là loại hoa thường được dùng để trưng Tết từ xa xưa. Tuy mỗi cành hoa lay ơn khá nhỏ bé, nhưng khi cắm tỉa gộp chung nhiều cành với nhau lại, tạo nên bình hoa bắt mắt. Đặc biệt, lay ơn còn có nhiều màu sắc khác nhau như màu đỏ, cam, vàng, tím, nên bạn có thể thỏa sức sáng tạo để có được bình lay ơn độc đáo cho ngôi nhà của mình. Hoa lay ơn mang ý nghĩa đem lại sự may mắn, bình an cho dịp đầu năm mới. Những lọc hoa và cành hoa vươn lên trên biểu trưng cho một năm mới phát tài, phát lộc, sức khỏe dồi dào, mang đến không gian Tết vui tươi, đầy sức sống. Quý vị thân mến, trong dịp Tết cổ truyền của người dân Việt Nam không thể thiếu đi những chậu hoa cây cảnh. Điều quan trọng là gia chủ cần biết lựa chọn các loại cây hợp phong thủy để nâng cao vượng khí trong nhà ở. Gia đình bạn thường sử dụng loại hoa nào để trưng bày trong ngày Tết Nguyên đán? Hãy nhanh chóng bình luận bên dưới video này để chia sẻ cùng chúng tôi nhé! Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo!